Vừa đến với một màn biểu diễn rất là hấp dẫn, căng thẳng hồi hộp thưa quý vị. Chỉ có 2 phút diễn ra thôi mà sợ quá. Sợ gì mà khán giả đã bình chọn 100% luôn. Công ra là hôm nay em không phải diễn ảo thuật. Em nghe anh đạo diễn Lê Hoàng nói á, là anh Quyền Linh đi đóng phim rồi, kêu em lên làm chương trình thấy anh. Trời ơi. Chúng ta sẽ có ý kiến từ ban giám khảo nha, chuyên môn. Thích bé Hoàng Bảo hơn bé Hoàng Tân. Mặc dù con nhỏ nhưng mà trong khi con diễn á, cái thần thái của con với cái sự hấp dẫn của con á, tạo cho cái tiết mục của ba con nó hay hơn á. Mặc dù ba con làm rần nhưng mà người ta chú ý con không à. Và chú rất là thích con cái chỗ mà con cái này thì biết là nó phải có cái kỹ thuật rồi, nhưng mà cái gồng của con á, khi con nằm vậy phải con phải có một cái gồng lên đúng không, thì con mới thẳng ra được vậy phải không? Và cái đó là cái rèn luyện của con rất là tốt, và chú nghĩ là chắc 10 năm sau con sẽ là một nhân vật ảo thuật mà sẽ được nhiều người yêu thích đấy. Chú nghĩ vậy chú ơi, cho cô tiếp lời chú Minh Nhí chút xíu nha. Cô chúc mừng ba con là ba con đã có gọi là hổ phụ sanh hổ tử. Đúng rồi, mặc dù ảo thuật á, thì đương nhiên ở đây ai cũng biết rồi là nó phải có cái gì kỹ xảo trong đó. Cô rất đồng ý với chú Minh Nhí, miễn mà con đã thắng là được, vậy là con quá tài rồi. Chúc mừng Hoàng Tân và con. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Nghệ sĩ Dân Hồng Vân 10, Lê Hoàng 8,5, Cát Tường 9,5, Minh Nhí 9,5 và Phương Thanh là 9,5. Chúng ta có số điểm là 49 điểm.